ăn nhiều các cái loại hạt thì có giúp giảm cân hay không? Thì hiện nay thì có rất là nhiều các cái quảng cáo rằng là ăn nhiều hạt sẽ giúp giảm cân. Thì cái điều này thì nó vừa đúng vừa sai anh chị nhá. Các cái loại hạt đấy thì nó sẽ cung cấp chúng ta rất là nhiều chất xơ, chất béo lành mạnh và protein. Tuy nhiên thì nó sẽ có một số cái loại hạt mà chứa nhiều calo như là hạt điều này, hạt hướng dương này, hạt mắc ca này. Đơn cử như là trong hạt điều ấy thì trong 100g thôi nhá, nó sẽ cung cấp trung bình từ 500 đến 600 calo, tức là bằng 3 bát cơm đấy anh chị. Nên khi mà chúng ta ăn nhiều các cái loại hạt này thì nó sẽ dung nạp nhiều calo vào cơ thể và gây tăng cân đấy nhá. Ngược lại thì nó sẽ có một số cái loại hạt chứa rất là ít calo, nhiều chất xơ và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, nó sẽ giúp chúng ta giảm cân, như là gạo lứt này, diêm mạch này, yến mạch này, ngô này, đậu lăng này, vân vân. Vì vậy thì cái việc của chúng ta là hãy lựa chọn những cái loại hạt phù hợp để có cái kết quả giảm cân như mong muốn anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.